chúng ta là học dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 5 và dấu hiệu chia hết cho 9. Và buổi hôm nay thì chúng ta sẽ đi ôn tập cái dấu hiệu chia hết. Bây giờ chúng ta vào bài 1. Tìm A để cho số 3, 5, 7 A chia hết cho 5. Bây giờ chúng ta đi giải quyết bài 1. Bây giờ chúng ta phải tìm A để số này chia hết cho 5. Thì việc đầu tiên chúng ta nhớ lại dấu hiệu chia hết cho 5 là gì. Bây giờ chúng ta nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 5. Những số mà có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì sẽ chia hết cho 5. Như vậy để cho số này chia hết cho 5 thì số tận cùng phải là 0 hoặc 5, có nghĩa là A phải bằng 0 hoặc 5. Vậy chúng ta sẽ có bài giải. Đề số 3, 5, 7, A này chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng A này phải bằng 0 hoặc 5. Như vậy với A bằng 0 hoặc 5 thì số này chia cho 5. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài 2. Tìm x để số 1, 2, x, 3 này chia cho 3. Thì đầu tiên chúng ta lại nhắc lại dấu hiệu chia cho 3. Những số mà có tổng các chữ số chia cho 3 thì số đó sẽ chia hết cho 3. Như vậy để số này chia cho 3 thì tổng các chữ số nó phải chia hết cho 3. Vậy ta sẽ có để 1, 2, x, 3 này chia hết cho 3 thì ta sử dụng dấu hiệu chia cho 3. Để tổng các chữ số của nó phải chia cho 3, có nghĩa là 1 cộng 2 cộng x cộng 3. 1 cộng 2 cộng x cộng 3 này phải chia cho 3. Và cái này bằng 1 cộng 2 cộng 3 này là bằng 6, cộng với x chia hết cho 3. Như vậy 6 vốn gì là chia cho 3 rồi thì chúng ta chỉ cần thêm 0 đơn vị vào thì nó sẽ vẫn chia cho 3, với x ở đây bằng 0. Như buổi hôm trước thầy đã nhắc, nếu như bằng 0 được thì thêm 3 đơn vị nữa. 0 thêm 3 bằng 3, 3 thêm 3 bằng 6 và 6 thêm 3 bằng 9. 9 thêm 3 thì bằng 12, không phải là chữ số nữa. Như vậy, x sẽ bằng 0, 3, 6 hoặc 9 thì số 1, 2, x, 3 này sẽ chia cho 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với những bài toán khó hơn. Bài số 3, tìm các chữ số x, y để số 3, 5, x, 7, y này chia hết cho 3 và chia cho 5. Như vậy các bài trước thì chúng ta chỉ tìm điều kiện chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5, chia hết cho 2 hoặc chia hết cho 9 thì nó thôi, nghĩa là tìm một điều kiện hết. Từ bài 3 này trở đi thì chúng ta phải tìm điều kiện để chia hết cho nhiều số. Cụ thể ở đây chúng ta phải tìm điều kiện cho cái số này vừa chia hết cho 3 mà lại vừa chia hết cho 5. Thì bây giờ chúng ta nhớ lại, để chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3. Và để chia hết cho 5 thì chỉ cần chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì nó sẽ chia hết cho 5. Như vậy, cái dấu hiệu chia hết cho 5 này sẽ dễ nhận biết hơn. Vậy tìm điều kiện để chia hết cho 3 và chia hết cho 5 thì chúng ta sẽ đi thực hiện việc dễ làm nhất. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi xem khi nào thì nó chia hết cho 5 trước, khi mà xét nó chia hết cho 3. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ xét điều kiện chia hết cho 5. Đấy là để số này chia cho 3 và 5 thì đầu tiên nó phải chia cho 5 và sau đó chúng ta sẽ xét điều kiện chia cho 3. Bây giờ để số 3, 5, x, 7, y này chia hết cho 5 thì chúng ta nhớ để một số chia cho 5 thì chữ số tận cùng của nó phải là bằng 0 hoặc bằng 5. Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra chữ số tận cùng của nó là y này phải bằng 0 hoặc bằng 5. Vậy y bằng 0 hoặc 5 thì y bằng 0 hay y bằng 5. Như vậy chúng ta phải xét cả hai trường hợp y bằng 0 hoặc y bằng 5. Vậy chúng ta phải xét hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là y bằng 0. Nếu y bằng 0, y bằng 0 thì chúng ta sẽ có chuyện gì? Bây giờ chúng ta sẽ thay y bằng 0 vào đây thì chúng ta sẽ có số này sẽ trở thành 3, 5, x, 7. Và vị trí của y này thì thay bằng 0. Số này chắc chắn nó sẽ chia hết cho 5 rồi. Bây giờ còn điều kiện phải chia hết cho 3 này, cho nên chúng ta sẽ xét cái dấu hiệu chia hết cho 3. Mà số này chia hết cho 3 thì chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu chia hết cho 3 của nó, nghĩa là tổng các chữ số chia hết cho 3 thì nó sẽ chia hết cho 3.
từ đó ta sẽ có 3 cộng 5 cộng x cộng 7 cộng với 0 phải chia cho 3. Từ đây chúng ta sẽ suy ra 3 cộng 5 cộng 7 cộng với 0 thì bằng 15 cộng với x phải chia cho 3. 15 vốn chỉ là thêm và chia cho 3 rồi, cho nên chúng ta chỉ cần thêm 0 đơn vị nó cũng chia cho 3. Vậy suy ra x phải bằng 0. Mà 0 là được rồi thì chúng ta thêm 3, 3 thêm 3 bằng 6, 6 thêm 3 bằng 9. Vậy x bằng 0, 3, 6, 9 đều thỏa mãn. Vậy với x bằng 0 thì x sẽ bằng 0, 3, 6 và 9. Bây giờ trường hợp y bằng 0 chúng ta đã xét xong. Vậy chúng ta sẽ xét trường hợp thứ hai là nếu như mà y bằng 5 thì thế nào. Bây giờ với y bằng 5 có nghĩa là những vị trí của y trong số này thì chúng ta sẽ thay bằng 5 vào. Vậy số 3, 5, 7 3, 5, x, 7, y này thì chúng ta thay y bằng 5 vào, chúng ta sẽ thu được 3, 5, x, 7, 5. Và số này chắc chắn nó chia cho 5 vì tận cùng nó là 5 rồi. Vậy chúng ta chỉ cần xét thêm điều kiện nó phải chia cho 3 nữa thì nó sẽ chia cho cả 3 và 5. Số này chia cho 3. Vậy suy ra tổng các chữ số của nó phải chia cho 3, nghĩa là 3 cộng 5 cộng x cộng 7 cộng 5 phải chia hết cho 3. Vậy suy ra 3 cộng 5 cộng x cộng 7 cộng với 5 phải chia hết cho 3. Từ đây chúng ta suy ra tiếp 3 cộng 5 cộng 7 cộng 5 thì bằng 20, 20 cộng x phải chia cho 3, 20 cộng với x phải chia cho 3. Ở đây thì chúng ta dễ thấy 20 chỉ cần thêm 1 bằng 21 sẽ chia cho 3 và x ở đây có thể bằng 1. Bằng 1 được thì thêm 3 đơn vị bằng 4 và thêm 3 thì bằng 7. Vậy x bằng 1 bằng 7. Tóm lại chúng ta kết luận với y mà bằng 0 thì x sẽ bằng 0, 3, 6 hoặc 9. Còn nếu như mà y bằng 5 thì x sẽ bằng 1, 4 hoặc 7. Và chúng ta kết luận vậy cái số x y cần tìm là nếu như mà y bằng nếu y bằng 0 thì x có thể nhận các giá trị 0, 3, 6 và 9. Có nghĩa là x bằng y bằng 0 thì x bằng 0 hoặc x bằng y bằng 0, x bằng 3, y bằng 0, x bằng 6 và y bằng 0. X bằng 9 là 4 cặp và mạng vào đây thì nó sẽ vừa chia cho 3 và vừa chia cho 5. Và trường hợp thứ hai nếu y bằng 5 thì x sẽ bằng 1, 4, 7 1, 4 hoặc 7. Bây giờ chúng ta cùng xem lại bài toán. Bài toán khó hơn là tìm điều kiện để một số chia hết cho nhiều số. Cụ thể ở đây là chia cho 3 và chia cho 5. Thì đầu tiên chúng ta để ý dấu hiệu chia cho 5 là dễ nhận biết hơn, cho nên chúng ta sẽ xét dấu hiệu chia cho 5 trước. Nghĩa là chúng ta xét điều kiện cho số này chia cho 5 thì suy ra y bằng 0 và 5. Y bằng 0 bằng 5 thì chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp rõ ràng với y bằng 0 và với y bằng 5. Với y bằng 0 thì chúng ta sẽ thay vào, chúng ta sẽ tìm được cái điều kiện để số này chia cho 3. Mà tìm điều kiện của một số, tìm điều x để điều kiện số này chia cho 3 thì các bài trước chúng ta đã xét rồi. Tương tự với y bằng 5 thì chúng ta đưa về bài toán là xét điều kiện số này chia cho 3 nữa thì nó sẽ chia cho cả 3 và 5. Thì số này chia cho 3 thì tìm x để số này chia cho 3 thì chính là bài toán số 2. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài 4. Bài 4 thì tương tự giống hệt như bài 3 thì chúng ta luyện tập để cho thông thạo cái dạng toán này. Tìm chữ số AB để số 5, 7, AB chia cho 5 và chia cho 3. Thì tương tự như bài trước thì chúng ta sẽ xét dấu hiệu chia hết cho 5 trước. Bài này để số 5, 7, AB này chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của nó, tức là B này, phải bằng 0 hoặc là bằng 5. Với B bằng 0 hoặc 5 thì chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là B bằng 0. Nếu như B bằng 0, nếu B bằng 0 có nghĩa là vị trí của B chúng ta sẽ thay vào trong này 5, 7, AB này, chúng ta B sẽ thay bằng 0 vào thì ta sẽ thu được số 5, 7, A, 0 này. Bây giờ số này thì chắc chắn nó sẽ chia cho 5 rồi vì là B bằng 0. Bây giờ chúng ta chỉ cần thử với điều kiện
chia cho 3 nữa thì nó sẽ chia hết cho cả 3 và 5. Vậy số này chia cho 3 thì chính là cái bài toán số 2 chúng ta vừa thực hiện ở trên. Để số này chia cho 3 thì chúng ta xét dấu hiệu chia cho 3 là tổng các chữ số chia cho 3 thì nó sẽ chia cho 3, từ đó suy ra 5 cộng 7 cộng A cộng với 0 này phải chia cho 3, tức là 5 cộng 7 bằng 12, 12 cộng với A này chia cho 3. Vốn 12 nó đã chia cho 3 rồi, cho nên chúng ta chỉ cần thêm 0 đơn vị vào, cũng như là A bằng 0 thì nó cũng chia cho 3. Mà A bằng 0 được thì thêm 3 vào là bằng 3, thêm 3 bằng 6, thêm 3 bằng 9, nó cũng sẽ chia cho 3. Vậy A bằng 0, 3, 6, 9 nếu như B bằng 0. Và trường hợp thứ 2 là B bằng 5. Vậy nếu B bằng 5 thì vị trí của B này chúng ta sẽ thay bằng số 5, thì chúng ta sẽ thay thu được số 5, 7, A và 5. Số này thì chắc chắn là chia cho 5 rồi, cho nên chúng ta chỉ cần xét điều kiện của nó chia cho 3 rồi. Từ đó suy ra 5 cộng 7 cộng với A cộng 5 này phải chia cho 3. Và số này sẽ bằng 5 cộng 7 cộng 5 thì bằng 17 cộng với A phải chia cho 3. Và đây ta lưu ý 17 nếu như thêm 1 bằng 18 sẽ chia cho 3, từ đó suy ra A sẽ bằng 1. A bằng 1. Mà A bằng 1 thỏa mãn rồi thì thêm 3 đơn vị bằng 4 và thêm 3 đơn vị bằng 7 thỏa mãn. Vậy tóm lại, nếu như B mà bằng 0 thì A bằng 0, 3, 6, 9. Còn nếu như B mà bằng 5 thì A sẽ bằng 1, 4, 7. Và chúng ta kết luận vậy. Nếu như B mà bằng 0 thì A phải bằng 0, 3, 6 hoặc là 9. Còn nếu B mà bằng 5 thì A phải bằng 1 hoặc 4 hoặc 7.